Hello các bạn, hello các em <laughs> Các bạn dậy chưa Các em dậy chưa ừ, Hello, hello các em Tại vì là hôm qua có rất là nhiều bạn Kêu trời kêu đất lên là ngày hôm nay Em phải đi học chị ạ à, Nên là chị phát sớm hơn nhé Thì đây, bây giờ chị đã phát sớm hơn rồi đây Đúng không Thực hiện đúng lời hứa với các bạn nhá Mặc dù là chị không nói Nhưng mà chị vẫn thực hiện đúng lời hứa với các bạn Đúng không? Ừ uhm. <laughs> xã hội hàng đầu thế giới hàng triệu người dùng từ hơn một trăm bốn quốc gia OK các bạn ơi, đây thì chúng mình sẽ cùng à, chúng mình sẽ cùng bắt đầu buổi sáng ngày hôm nay cùng với chị luôn nhá Chúng ta sẽ cùng à, đến với cái buổi sáng ngày hôm nay với chị khởi động một tuần mới. Phải hy vọng là trong tuần này chúng ta sẽ có được thật nhiều những điều tốt đẹp, được không ạ? À, ở trong buổi ngày hôm nay thì chị sẽ cùng với các bạn khái quát và định hướng lại về một trong số những cái tác phẩm văn xuôi mà chị tin rằng là ở à, đây là một cái trong những cái số tác đây là một trong số những cái tác phẩm văn xuôi mà các bạn rất là thích đúng không ơ ờ, sao lại vợ chồng a phủ thế à vợ chồng a phủ hay là vợ Nhật thì cũng không có gì thay đổi cả bởi vì chị trong cái hành trình này chị vẫn sẽ hướng dẫn cho các bạn hết tất cả mọi thứ nên không có vấn đề gì cả nhá được không thế nên là vợ Nhật hay vợ chồng a phủ đâu có khác biệt gì nhau đâu học vào lúc 5 giờ 20 5 giờ 15 hay là hay là 5 giờ 30 thì có khác gì nhau đâu đúng không quan trọng là chúng ta vẫn ở đây để học cùng với nhau và phần nào thì cũng cần thiết như thế ok không chị trợ lý thì sẽ không bao giờ có thể hiểu gọi là uh, gọi là quyết định được bằng tính chất được bằng người dạy là chị đúng không nên là đôi khi chị cũng sẽ tạo cho các bạn những cái bất ngờ giống như việc ngày hôm nay chị dạy sớm hơn cho với những gì chị đã thông báo cho các em ok không nên là chúng ta sẽ học kiến thức vợ nhật trước nhá còn gì thì tính sau ok không rồi các bạn ơi chúng ta có tác phẩm vợ nhặt của nhà văn kim lân bây giờ chúng ta sẽ đi vào luôn để không mất thời gian của các bạn nhé được không nào chúng ta sẽ cùng trước tiên là sẽ cùng đến với tác giả kim lân không nào tác giả kim lân thì chúng ta thấy rằng là à tác giả kim lân của chúng ta sẽ có những cái keyword nào cần nhớ ở đây trước tiên là về cuộc đời thứ hai là về sự nghiệp văn học được không à chúng ta thấy rằng là đây chúng ta thấy rằng là uh, nếu như mà nói về cuộc đời của nhà văn kim lân á thì các bạn hãy nhớ tới một cái cụm từ cho chị đó chính là đây là tấm gương về ý chí nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Ok chưa? Chỉ cần nhớ về cái này thôi, bởi vì bản thân Kim Lân là một cái người mà chỉ học hết bậc tiểu học, sau đấy phải lăn lộn làm rất nhiều những nghề khác nhau bởi vì cuộc sống cực kỳ là khó khăn, nhưng mà sau đấy với cái tinh thần tự học thì Kim Lân đã vươn lên và trở thành một trong những nhà văn uh, xuất sắc của nền văn học Việt Nam hiện đại ok chưa ạ nếu như mà nói về sự nghiệp văn học của kim lân thì sao các bạn nếu như mà nói về sự nghiệp văn học của nhà văn kim lân thì sao à chúng ta sẽ thấy rằng trước tiên đề tài thể loại sở trường ok không giọng văn phong cách nghệ thuật không ạ. Tác phẩm tiêu biểu. Được chưa nào? Ok không? Chính xác. Tuy là sáng tác không nhiều nhưng mà các tác phẩm thì đều rất là xuất sắc. Chính xác đấy. Rồi. Chúng ta thấy rằng là đề tài mà Kim Lân thường viết trước tiên ấy những cái tác phẩm mà thành công đầu tiên là thường Kim Lân bắt đầu bước vào uh, cái nền văn học Việt Nam, cái cái tức là cái thể loại sở trường thứ nhất là về các cái phong tục ở các làng quê. Đúng không? Phong tục ở các làng quê, được chưa ạ? Và gì nữa nhờ các bạn nhỉ? Phong tục ở các làng quê này và chủ yếu viết về đề tài nông thôn. và nông dân. Và chủ yếu là ở các làng quê gì nhỉ? Ở vùng Đồng Bằng Bắc Bộ. Ok. Thể loại sở trường là chuyện ngắn. Giọng văn giản dị. Gần gũi. Đúng không ạ? Rồi, phong cách nghệ thuật. Lối kể chuyện. duyên dáng được không ạ tác phẩm tiêu biểu ở đây chúng ta ngày trước chúng ta học làng vợ nhặt vân vân ok chưa ạ à, thật ra thì kim lân ấy ban đầu kim lân kiểu viết ra tức là cái định hướng của kim lân là sẽ viết tiểu thuyết nhưng mà không hiểu tại sao mà khi bước vào nền văn học việt nam hiện đại thì kim lân lại bén duyên với chuyện ngắn và những cái chuyện ngắn của kim lân thì đều để lại rất là nhiều những cái ấn tượng tốt đẹp cho bạn đọc được không ạ Nhớ hãy lưu ý điều này giúp chị đấy đấy là những cái gì mà chị muốn nói với các bạn về nhà văn kim lân không có quá nhiều thứ nhưng mà chị nghĩ rằng là các bạn nắm được những cái keyword như thế này và các bạn triển khai thì sẽ có rất là nhiều cái để các bạn viết đúng không chúng ta có thể viết được rất là nhiều những thứ khác nhau rồi Ok, về phần tác giả Kim Lân các bạn còn muốn hỏi gì chị không ạ? Chị nghĩ là chúng ta chỉ cần list lại như vậy là được. Ok chưa? Rồi, làm phần tác phẩm nó cái, phần tác phẩm nhá. Nào phần tác phẩm nào. Chị phải dậy sớm hơn và dậy nhanh hơn để một lát nữa là đảm bảo cái thời gian để các bạn còn đi học. Đấy thì chắc là đến tầm 5 giờ 45 là chúng mình sẽ xong Thì có phải là các bạn sẽ có 15, 30 phút nữa là các bạn chuẩn bị đi học Như vậy là tốt nhất bởi vì chị biết là tuần này thì các bạn đã bắt đầu phải đi học rồi, đúng không? Rồi, nào về tác phẩm này Trước tiên là về hoàn cảnh sáng tác Thì chúng ta nhớ cho chị này Tức là vào những cái ngày năm 1945 ấy Trong những cái ngày rộn rã của cách mạng tháng 8 thành công ấy thì Kim Lân đã viết một cái tiểu thuyết mang tên là tiểu thuyết xóm ngụ cư. Được không ạ? Nhưng mà sau đó thì đã bị thất lạc bản thảo. Tức là bị giang dở và thất lạc bản thảo nên là đã bị giang dở. Ok chưa ạ? Thì sau này vào năm 1954 khi mà hòa bình lập lại thì dựa vào một phần cốt truyện cũ của tiểu thuyết xóm ngụ cư của cái phần bản thảo bị thất lạc này thì Kim Lân đã viết truyện ngắn vợ nhặt. Ok không? Chỉ với hai cái dòng như thế này thôi là các bạn đã định hình ra được rồi. Đúng không ạ? Chị nhắc lại một lần nữa cùng truy bài với chị năm 1945 trong những cái ngày tháng mà rộn rã của không uh, trong cái không khí rộn rã của những ngày mà chiến thắng đúng không thì Kim Lân đã viết một cái tiểu thuyết tên là tiểu thuyết xóm ngụ cư nhưng mà sau đó thì uh, uh, nhưng mà sau đó thì năm 1954 nhưng mà sau đó thì đã bị thất lạc bản thảo và cái tiểu thuyết đó đã bị giang dở nhưng mà vào năm 54 thì dựa vào một phần cốt truyện cũ thì Kim Lân đã viết thành cái chuyện ngắn vợ nhặt được không ạ? nhá, hãy lưu ý giúp chị điều này. Ok chưa? Rồi, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đấy là về hoàn cảnh sáng tác. Về nội dung thì sao? Đối với nội dung của truyện ngắn vợ nhặt thì chị muốn lưu ý đối với các bạn, đấy là các bạn sẽ nhớ giúp cho chị những cái kiến thức sau này. Thứ nhất quan trọng nhất ở trong tác phẩm này là về nhân vật được không. Nhưng ở khi mà tìm hiểu về cái tác phẩm này thì các bạn sẽ phải nhớ giúp chị một số các khái niệm bao gồm thứ nhất là tình huống chuyện, thứ hai là chi tiết chuyện, thứ ba là nhân vật chuyện. Nhưng quan trọng nhất vẫn là nhân vật chuyện. thì chúng ta thấy rằng là có ba nhân vật đó là nhân vật chàng thị và bà cụ tứ đúng không nếu như mà dùng một cái biểu đồ để nói về các cái nhân vật này thì các bạn sẽ thấy này thứ nhất là chàng chúng ta sẽ có bốn cái trạng đúng không ạ chúng ta sẽ có bốn cái trạng diễn biến đúng không thị cũng có bốn cái trạng diễn biến và bà cụ tứ thì chỉ có hai cái trạng cuối diễn biến thôi đúng không làm như thế này để các bạn dễ dàng định hình này hai lần gặp ở chợ hai lần gặp ở chợ trên đường về nhà về đến nhà đúng không vào buổi sáng hôm sau đúng không ạ về đến nhà vào buổi sáng hôm sau đúng không bà cụ tứ thì chỉ có là về đến nhà vào buổi sáng hôm sau thôi được chưa đấy thì nhìn như vậy để các bạn định hình luôn giúp cho chị cái phần này Sao lại mới năm rưỡi mà đã em đã chuẩn bị đi học rồi là nào ở mấy cái đứa này Các em đi học để lấy lấy thành tích à Trường em mấy giờ vào học vậy chị nhớ là ngày xưa ấy Ngày xưa mà chị học cấp 3 thì cũng 7 giờ chị mới vào lớp thì Cũng tầm 6 rưỡi 7 giờ kém 20 thì chị mới đi Và sao mấy cái đứa này lại Sao mấy cái đứa này lại ấy thế Mấy cái đứa này lại đi học gì sớm để lấy thành tích à Hả Hay là từ đường xa cháu về thăm lăng ba? Nhà mình cách trường xa nên là phải đi học sớm à? Hay là đi để còn ăn sáng, hay là đi để còn sang chờ bạn gái đi nữa. À mấy cái đứa này. Biến thiên gì? Như này dễ nhớ mà. Đấy chưa? Thì đây là cái quan trọng nhất nhá. Đây là cái quan trọng nhất. À các bạn đường xa sợ bị tắc đường à? À ok, được rồi. Ở cái thành phố lớn như là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì đúng là phải đi đi sớm thật. Thật sự là như vậy, phải đi sớm thật. À lại còn phải đi trực nhật à? Rồi 6 giờ 20 đi à? Ok <laughs> 6 giờ 30 đi để đo thân nhiệt Hôm nay là buổi đầu tiên Rất là nhiều bạn quay trở lại trường Sau kỳ nghỉ Tết dài kinh khủng đúng không? Ừ. Thế mà vừa rồi lại có mấy đứa À phụ mẹ bán à Ok Minh Anh Vừa rồi có mấy bạn đã bảo chị là em chuẩn bị đi học đây Thì chị bảo là Chị bảo là gì nhỉ Chị bảo là giờ đã đi học rồi thì không biết là nào À ok 7 giờ, 10, 7 giờ 15 mới vào lớp à Rồi vẫn được nghỉ đúng không Ok Mấy đứa đăng ký khóa học 10 ngày chưa Nhất định phải đăng ký khóa học 10 ngày Để có thể học cùng những cái ngày cuối với chị nhá Đây ok Đây chụp màn hình đi Đây chụp màn hình đi đây Về ta, tác giả Kim Lân đây Chụp đi Nhất định phải đăng ký để chúng mình lại có một cái hành trình 10 ngày cuối học cùng với nhau nhá Ok không? Úi dồi lại còn make up xương xương đi học á <laughs> Chị không biết nữa, vì ngày xưa chị đi học, chị bọn chị ngày xưa có thể là vì cổ hủ hơn so với các em Nên là chả biết là, 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 là chẳng biết là make up là cái gì cả Cứ thế là dậy là đánh răng rửa mặt buộc tóc, rồi thì à, mặc đồng phục là đi học thôi Đấy, là không biết là thế nào Nhắn tin ngay cho fanpage học văn chị Hiên Bây giờ là đang cái tầm mà các bạn sẽ được ưu đãi nhiều nhất về học phí Chỉ có 39.000 một buổi thôi Bằng một cái cốc trà sữa mà các em uống thôi Mà các bạn không dành cái cơ hội cuối cùng cho mình Thì chị nghĩ là rất là đáng tiếc Được không ạ? Nhá, nên là nhắn tin ngay cho fanpage học văn chị Hiền Chụp lại chưa? Chụp chưa? Chụp chưa? Đây Ba nhân vật Được không? Ôi 6 giờ 15, 6 giờ 50 đã vào học rồi. À. Ok, rồi nhá. Bị hại hành kiểm luôn à. <laughs> nhưng mà ngày đầu tiên uh, đi học thì cũng kiểu phải xinh hơn tí nhỉ. <laughs> được, nói chung là chị thì chị thì không không có vấn đề gì được đấy, chị nghĩ là làm đẹp cho bản thân thì không vấn đề gì nhưng mà make up xương xương thôi nhá. Make up xương xương thôi chứ đừng có make up đậm quá là 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 nhiều thầy cô sẽ không thích cái việc đấy nhá Rồi ok Nào bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cái nhân vật Ngày hôm nay ở trong cái nhân vật này Em yên tâm đi đợi một vài ngày nữa sẽ có một cái sổ tay Sổ tay kế hoạch hành động được gửi đến các em nhá Nhớ nhận là nhớ chú ý điện thoại giúp chị Bởi vì cái cuốn sổ tay này rất là đặc biệt Ok chưa Rồi Chị cũng thỉnh thoảng cũng phải bẻ lái như y như bộ giáo dục vậy để cho các em kiểu không không kiểu để cho các em bất ngờ ấy. ngày hôm nay chị vừa bẻ lái về về thời gian học lại vừa bẻ lái về nội dung học cho các bạn bất ngờ <laughs> rồi ok các bạn ơi bây giờ chúng ta sẽ th à, chúng ta để ý giúp chị này đấy là ở trong cái tác phẩm này thì nhân vật chính là nhân vật anh cu chàng và đây sẽ là cái nội dung chính chị nói với các bạn anh cu chàng được không? Trước tiên này, nói về một nhân vật bao giờ cũng chúng ta cũng sẽ đi theo tiến trình. Thứ nhất là về ngoại hình. Và thứ hai là diễn biến tâm trạng. Được không? Về ngoại hình thì chúng ta sẽ thấy anh cu chàng như thế nào nhỉ? Xấu xí. Để sự đẽo gọt sơ sài của tạo hóa đấy. Đúng không ạ? Đã vậy lại còn gì à? À ngoại hình và lai lịch nè Lại là dân ngụ cư. Sống cùng mẹ già thô cạch được không ạ dân ngụ cư sống cùng mẹ già đấy chưa nào à <laughs> ok chưa rồi sống cùng mẹ già gì nữa ạ à chúng ta thấy rằng là đây là một cái nhân vật như thế nào nhỉ các bạn nhỉ à đây là một cái nhân vật mà um, có thể nói với nhau rằng là Bên cạnh đó thì chúng ta thấy là Một người cực kỳ là yêu lao động Và có một trái tim nhân hậu Đúng không? Với những cái này Anh lại còn bị kiểu hơi bị hâm hâm Một chút nữa với những cái thói quen Cực kỳ là kỳ lạ Phải không ạ? Vừa ngô nghê, vừa xấu xí, vừa thô cạch à, Lại còn nghèo nữa Lại là dân ngụ cư Với tất cả những cái này nó sẽ đóng đinh một cái điều là anh Cu chàng sẽ như thế nào nhỉ các bạn nhỉ? Sẽ ế vợ. Đúng không? Thế nhưng mà một cái điều mà cực kỳ khủng khiếp đã xảy ra là anh Cu chàng lại nhặt được vợ. Và đây chính là cái bước ngoặt để dẫn tới những cái diễn biến cảm xúc vô cùng đa dạng của nhân vật này. Hãy lưu ý giúp chị điều này nhá. Thì chúng ta sẽ thấy này, đây chúng ta có diễn biến tâm trạng của nhân vật anh Cu chàng qua các cái hành trình như sau thứ nhất là hai lần ở gặp hai lần gặp ở chợ được không ạ à? hai lần gặp ở chợ trước tiên lần thứ một lần thứ nhất thì anh cu chàng đang làm cái câu hành động gì ạ à? à kéo xe bò kéo xe thấp đúng không ạ à? thì đã làm gì nhỉ? đã hò một câu cho bớt nhọc phải không và sau đó thì đã có một cô gái lon ton chạy ra đẩy xe bò cho anh và lúc này thì anh rất là kiểu như thế nào ạ? À rất là tự nhiên thôi. Và coi như đó chỉ là một cái việc thoáng qua, đúng không ạ? Lần thứ hai. Đang ngồi gì ạ? À đang ngồi uống nước ở chợ. Thì đột nhiên có một cô gái sầm sập chạy đến, thoạt đầu rất là ngạc nhiên vì chưa nhận ra được không nào thoạt đầu thì rất là ngạc nhiên vì chưa nhận ra đúng không ạ rồi nhưng mà sau đó khi mà đã nhận ra thì đã hào phóng tiếp đãi hào phóng tiếp đãi cho thị đúng không ạ hào phóng tiếp đãi cho thị Hẳn bốn bát bánh đúc Đúng không ạ? Sau đó thì sao? Anh cu chàng như thế nào nhỉ? À, anh cu chàng đã đưa ra một cái lời bông đùa Là nói đùa chưa có về với tớ Thì ra khuân hàng lên xe rồi mình cùng về Đúng không ạ? Chúng ta thấy được rằng là Ở đây, anh cu chàng là một người như thế nào nhỉ? Rất là hào phóng Rất là trượng nghĩa Và có một trái tim nhân hậu Chúng ta cũng thấy được rằng là ở đây thể hiện cái sự gì nhỉ? Vô tư Nhưng mà thật ra cái sự vô tư đó là xuất phát từ cái sự lạc quan Những cái suy nghĩ lạc quan của nhân vật này Đúng không? Khi mà bông đùa xong thì thấy thị về thật thì anh ta chật kệ Đúng không ạ? Biết là có những cái lo lắng đấy Nhưng mà bản thân vẫn chật kệ Bởi vì nghĩ rằng là là mình cứ đến đâu hay đến đấy thật ra chị cảm thấy là cái cuộc sống giống như của anh cu chàng và cái suy nghĩ của anh cu chàng nó rất là tự nhiên và thoải mái và đó là cái tự nhiên mà đôi khi chúng ta cực kỳ là cần ở trong một cái cuộc sống nó xô bồ như thế này được không ạ à? rồi tiếp tục này trên đường về nhà trên đường về nhà thì sao nhở à chúng ta thấy được rằng là có một cái khuôn mặt phớn phở tự đắc rất là hãnh diện đúng không ạ sau đó thì như thế nào nhỉ à, à còn có những cái hành động rất là tinh tế đó là à đãi thị một bữa no này sau đó đưa thị vào gì ạ đưa thị vào chợ mua vài thứ đồ cần thiết này đúng không ạ sau đó trên đường về thì rất là muốn nói một câu tình tứ nhưng mà bởi vì cái bởi vì cái bản thân bởi vì là không thể tìm ra được cái từ phù hợp nên cuối cùng vẫn vẫn nói những cái gì ạ à? à vẫn nói những cái gì đấy nó nó bị nó bị thô cạch những cái câu nhát gừng thôi đúng không rồi sau đó thì sao nhỉ khi mà về đến xóm ngụ cư thì phớn phở tự đắc này chúng ta thấy được rằng là gì ạ à? nghiêm mặt lại với lũ trẻ đúng không thể hiện cái sự nghiêm túc đúng không ạ rồi phải không nào và rất là thích thích trí bởi vì nhìn thấy người đàn bà đi bên cạnh mình cứ chân nọ bước díu cả vào chân kia thì thích trí đó. và chúng ta thấy được là gì ạ à cái sự hạnh phúc đã bắt đầu nhen nhóm và chúng ta thấy được cái sự thân mật gần gũi hơn của hai con người vốn dĩ xa lạ vậy thì ở đây chúng ta thấy ở đây đang là những người xa lạ thì ở đây đã có được một cái sự gần gũi với nhau hơn được không ạ từ xa lạ đến gần gũi ok chưa rồi thế về đến nhà thì sao ạ về đến nhà à ban đầu thì rất là ái ngại về cái gia cảnh của mình sự bừa bãi đúng không ạ cảm thấy hơi xấu hổ đúng không sau đó thì bước ra ngoài sân để đợi mẹ về trong cái sự nóng lòng Đúng không ạ? Và hôm nay thì như thế nào nhỉ? À rất là lễ phép với mẹ Một cái sự khác thường ở đây Đúng không? Phải không? Có khi những cái ngày trước thì chẳng Những cái ngày trước thì chẳng ai hỏi ai cả Nhưng mà hôm nay thì đợi mẹ về Cứ than là sau hôm nay mẹ về bà lão về muộn thế nhỉ? Và khi mà mẹ về thì đã rất là đon đả mời mẹ vào trong nhà Đúng không ạ? Để con trình bày cái câu chuyện này Sau đó thì sao? À nói chuyện với mẹ và rất là lo lắng hồi hộp không biết là mẹ có chấp nhận nàng dâu hay không và đến khi mà mẹ chấp nhận nàng dâu thì đã thở đánh phào một cái ngực nhẹ hẳn đi đúng không rất là hạnh phúc về điều này ok chưa ạ và chúng ta thấy được là bản thân anh cu chàng bây giờ đã có được một cái sự trưởng thành không còn là một đứa trẻ to đầu của bà cụ tứ nữa mà đã có cái sự trưởng thành đã biết nói chuyện biết nghiêm túc đúng không ạ và bản thân anh cu chàng cũng cho thấy nhân vật thị của chúng ta thấy được là anh ấy có một cái sự nghiêm túc với cái câu chuyện tưởng rằng là bông đùa này ok chưa rồi và đây thì cái niềm hạnh phúc đã lan tỏa và tràn ngập đúng không ạ bây giờ là gần gũi và họ bây giờ đã thành vợ thành chồng đúng không nào thành vợ thành chồng được không rồi buổi sáng hôm sau chúng ta thấy rằng là đây chính là cái thời điểm mà có những cái biến chuyển thay đổi lớn nhất ở nhân vật anh cu chàng được không? Chúng ta thấy nhân vật anh cu chàng bây giờ như thế nào ạ? À? à ngủ dậy muộn này, bước ra ngoài với thái độ rất là khoan thai, kiểu giống như là một cái niềm hạnh phúc nó trào dâng và khiến cho con người ta rất là nhẹ nhõm về điều đấy. Ấy đúng không sau đó cảm thấy khi mà mọi nhìn mọi khung cảnh xung quanh thay đổi thì anh cảm thấy mình có trách nhiệm hơn với gia đình đúng không ạ và nhìn thấy cái sự thay đổi của thứ nhất quang cảnh thứ hai là sự thay đổi của thị thì anh Cu chàng cảm thấy là mình yêu mến cái ngôi nhà của mình hơn và mình có trách nhiệm cùng với vợ, cùng với mẹ để xây dựng ngôi nhà này và thực sự bây giờ thì anh Cu chàng đã trở thành một người đàn ông của gia đình, tức là một người chủ của gia đình. Đúng không ạ? Trở thành một người chồng có trách nhiệm và trở thành một người con hiếu thảo nghĩ nhiều hơn về tương lai được không nào rồi và trong bữa cơm ngày đói thì chúng ta thấy rằng là gì ạ à trong bữa cơm ngày đói thì bằng cái sự gợi ý của nhân vật thị thì anh cô chàng đã nghĩ tới hình ảnh à, những cái người đi phá kho thấp của nhật và hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng đây chính là một cái kết thúc với một cái dấu hiệu tích cực hứa hẹn rằng là bây giờ anh cu chàng như thế nào ạ à sẽ rất có thể sớm thôi đi tới cách mạng và với cái căn cốt khỏe mạnh của mình thì anh cu chàng sẽ trở thành một người chiến sĩ cùng với rất là nhiều người khác đứng lên để bảo vệ tổ quốc ok chưa ạ các bạn có hiểu không vậy thì ở đây các bạn sẽ nhìn thấy này hành trình từ xa lạ đến gần gũi sau đó thành vợ thành chồng và sau đó hướng về cách mạng đó là một cái hành trình biến chuyển cực kỳ là hợp lý của người lao động việt nam trong cái giai đoạn từ xiềng xích nô lệ và đi lên chiến thắng của cách mạng được không nào hãy nhớ giúp chị này cái bối cảnh mà bản thân kim lân viết cái câu chuyện này là vào gì ạ À bối cảnh của bản thân Kim Lân viết cái câu chuyện này đó là vào cái nạn đói năm 1945. Nhưng mà cái tác phẩm này thì được viết vào năm 1954 nhá các em nhá. Nhớ giúp cho chị cái điều đấy. Không là rất là nhiều bạn nhầm lẫn là nhiều bạn nhầm lẫn là cái kiểu là cứ viết là cái tác phẩm này viết vào cái thời điểm ác lấy cái bối cảnh năm 45 là cái là cái hoàn cảnh viết là năm 45 không phải như vậy các em ạ. Hoàn cảnh viết của chúng ta là vào năm 1954. Ok chưa? nhớ chưa và nhân vật anh cu tràng là nhân vật chính trong cái tác phẩm này được không ạ ở đây thì chị đã đưa ra hà cả một cái gọi là gì đây hành trình để các bạn nhìn thấy được cái sự chuyển biến của nhân vật này và đây là một cái sự chuyển biến vô cùng hợp lý của nhân vật chính trong tác phẩm vợ chồng ạ trong cái tác phẩm vợ nhặt của nhà văn kim lân ok không ạ đây là nhân vật chính nhất và đây là nhân vật mà người ta sẽ hỏi nhiều nhất đa số trong những cái đề về vợ nhặt nên là các bạn sẽ lưu ý giúp chị điều này nhá Bây giờ đã là 5 giờ 50 rồi, chị sẽ tạm thời dừng cái phần phát trực tiếp của mình tại đây Bởi vì chị biết là các bạn còn phải chuẩn bị đi học, được không? Ngày hôm nay là một tuần mới rồi Chị mong rằng là một tuần mới sẽ có thật là nhiều những điều tốt đẹp đến với chúng ta Sẽ có thật là nhiều những điều tốt đẹp đến với các em, đến với chị, được không nào? Và chị mong rằng là các bạn sẽ cố gắng duy trì cái thói quen dậy sớm Để chúng ta có thể học và ôn lại một cái gì đấy thay vì việc là chúng ta không làm được cái gì thì chúng ta sẽ học được một cái gì đấy nhỏ thôi nhưng mà tích lũy tích lũy dần thì tích tiểu thành đại các bạn sẽ sớm thành công thôi ok chưa nhá đây chị để rồi đây được không nhá chị để rồi đây à, vậy là chúng ta sẽ kết thúc buổi ngày hôm nay tại đây và nhớ là à, nếu mà ai mà chưa đăng ký khóa học 10 ngày thì nhanh chóng nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Hiên để đăng ký cái khóa học cực kỳ đặc biệt vào giai đoạn cuối cùng nhá OK, cảm ơn các bạn, cảm ơn các em rất rất là nhiều. Còn bây giờ thì à, à, ừ hôm nay nóng lắm đấy, nên là các bạn mang nước này, mang áo chống nắng này, mang đủ các thứ đi nhá. Để kiểu nhiều lúc là nhiều lúc là mình cũng cần phải chủ động. Tốt nhất là nên mang một cái, tốt nhất là nên mang một cái chai nước đi, được không? Nhá, mang một cái chai nước đi, nước hoa quả hay nước gì đấy để kiểu mình tăng năng lượng trong cái việc học ấy. OK, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhá. Bye bye! Chúc các bạn một uh, tuần vui vẻ và ngày hôm nay học tập hiệu quả đạt số điểm thật là cao nhá <laughs> Quay trở lại thôi sau rất là nhiều ngày nghỉ Tết đúng không? Uh, phải quay trở lại sau rất là nhiều những cái ngày nghỉ Tết Rồi chuẩn bị uh, chuẩn bị uh, đi học thôi nhở? Đúng không? Chuẩn bị uh, đi học thôi Chuẩn bị đi học thôi Chị cho các bạn nghe một bài nhạc đấy nhá